Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, chắc hẳn chúng ta đã từng trầm trồ, kinh ngạc về những địa điểm kỳ lạ trên thế giới như thị trấn không có người chết ở Na Uy, làng toàn người lùn ở Trung Quốc hay ngôi làng của những dị nhân uống được thạch tín ở Argentina. Tuy nhiên, không phải tìm kiếm đâu xa trên thế giới mà ngay tại Việt Nam của chúng ta, nơi rừng thiêng nước độc cũng có những ngôi làng đặc biệt, nơi đây xảy ra những hiện tượng có một không hai mà cũng không kém phần rùng rợn. Quý vị đã từng nghe về những người ăn đất như cơm, làng trai ở vậy cho gái thèm hay gia tộc không cười? Rốt cuộc, những vùng đất kỳ quái ở Việt Nam nằm ở đâu? Đằng sau sự ngược đời đó chứa đựng những bí ẩn khủng khiếp gì? Hãy cùng khám phá trong video ngày hôm nay của Việt Sử Toàn Thư. Những câu chuyện, hiện tượng kỳ lạ luôn thu hút được sự chú ý, quan tâm đặc biệt của tất cả mọi người. Ở Việt Nam xuất hiện rất nhiều ngôi làng vô cùng lạ lùng. Nếu nghe qua tưởng chừng hoang đường bịa đặt, nhưng lại hoàn toàn có thật, khiến cả thế giới phải mắt chữ O, mồm chữ A. Có nơi người ta coi món đất lại là đặc sản không thể thiếu trong bữa cơm một số gia đình. Đất ăn được bày bán tràn lan ở chợ, chợ nào cũng có gian hàng bán đất như bán rau, bán thịt. Có nơi con người có tới tận 24 ngón tay chân. Có một ngôi làng kỳ lạ, con trai ở vậy, cho gái thèm dù không có vấn đề sinh lý, cũng không phải họ tôn thờ sự tự do. Để biết được đó là do bẩm sinh, tự phát của con người hay một điều thần bí nào ở mảnh đất địa linh nhân kiệt khiến dân bản địa có năng lực thần kỳ? Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu những người trong gia tộc của ông Võ Văn Cống ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, khi đều đặn mỗi bàn tay, chân đều có nhiều ngón hơn bình thường. Có câu chuyện vui rằng, khi đứa bé trong gia tộc của ông Võ Văn Cống, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, đi học mẫu giáo, cô giáo dạy bài hát, đếm ngón tay. Trong ấy có câu, năm ngón tay sạch đều. Đứa bé cứ đếm đi đếm lại và nói, thưa cô, em có tới 6 ngón. Ban đầu cô giáo không tin, nhưng đến khi thấy rõ bàn tay có 6 ngón, cô giáo giật mình. Không chỉ vậy, khi cô giáo đếm bàn tay còn lại, rồi hai bàn chân, tổng số ngón bằng 24. Chuyện thừa ngón của gia tộc ông Võ Văn Cống có từ lâu đời, di truyền qua nhiều thế hệ. Ông ngoại của ông Cống có 24 ngón, còn bà ngoại tay chân bình thường. Họ sinh hơn chục người con, nhưng chỉ có mẹ của ông Cống là 24 ngón. Gia đình ông Cống có 9 anh em trai, trong đó chỉ có người thứ 3 là Võ Văn Trần và người thứ 9, Võ Văn Cống, là có 24 ngón. Ông Trần năm nay đã 85 tuổi, có một người con và một đứa cháu thừa ngón giống như ông. Còn ông Cống có tổng cộng 12 người con, trong đó có đến 4 người có 24 ngón. Đó là cô con gái thứ 2, con trai thứ 6, con trai thứ 7 và con gái thứ 9. Khi cô con gái thứ 2 lấy chồng, lại sinh ra đứa con gái có 24 ngón. Còn anh con trai thứ 6 sinh được 2 đứa con, một trai một gái, nhưng chỉ có đứa con trai có 24 ngón. Ở vùng đất Quảng Nam, xóm Bộng Dầu không chỉ được biết đến với trái quý phương Nam bòn bòn, mà còn nổi tiếng hơn cả bởi cả làng trai ở vậy cho gái thèm. Xóm Bộng Dầu có 28 hộ với gần 150 người. Nhưng đến nay, đàn ông trong xóm đa phần đã đến độ tuổi kết hôn mà vẫn chưa lập gia đình. Quả thật, ngay đến các chị phụ nữ ở xóm Bộng Dầu cũng tỏ ra khó hiểu cho cảnh tình ưa độc thân của những người đàn ông xóm này. Không phải vì đàn ông xứ này có vấn đề về sinh lý, bởi những lần tụ lại bên mâm rượu, chủ đề của họ vẫn là phụ nữ, vẫn nói chuyện gái trai như bao người khác. Cũng không biết có phải những chàng trai của vùng này có một giao ước ngầm hay tôn thờ sự tự do không ràng buộc vợ con hay không. Tìm đến một người đàn ông đầu bốn, anh đã từng đi khắp nơi trong Nam ngoài Bắc, bồn ba khắp nơi, làm nhiều nghề để sống, rồi cuối cùng quay trở về cố hương để đi phụ hồ, đi làm cát sỏi, kiếm ngày dăm 70 ngàn nuôi thân và nuôi cha mẹ già. Có nhiều người trong xóm cũng đã bồn ba khắp nơi để mưu sinh như anh, rồi họ cũng trở về. Cuộc đời của những người độc thân vô cùng khó khăn, thu nhập chủ yếu từ mấy thước ruộng, mua sành đi làm thuê, nên hầu hết họ phải chịu đựng sự thiệt thòi. Đa số đàn ông ở Bộng Dầu rất nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt phải ở vậy. Một ngôi làng khác đã trở thành cái tên vô cùng quen thuộc với giới nghiên cứu khoa học, địa chất, văn hóa, chính là nơi cả làng ăn đất, thậm chí ăn rỗng ruột đồi. Người ta vẫn nói vui với nhau rằng không có tiền thì cạp đất mà ăn. Nhưng ở ngôi làng ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc này, món đất lại là đặc sản không thể thiếu trong bữa cơm của một số gia đình. Ông Nguyễn Ngọc Nghĩa, Chủ tịch UBND thị trấn Lập Thạch lý giải.
Tục lệ này nay chỉ còn ở một số gia đình, người dân, chủ yếu là người cao tuổi, không từ bỏ thói quen cũ. Khoảng 20-30 năm trước, đất ăn được bày bán tràn lan ở chợ, chợ nào cũng có gian hàng bán đất như bán rau, bán thịt. Lập Thạch vốn là vùng đất núi, nhiều đồi. Tuy nhiên cách đây vài năm, đến bất cứ đồi đất của gia đình nào cũng thấy nhiều hang sâu. Đó là những nơi người dân moi đất để ăn. Để lấy được loại đất ăn này, người dân nơi đây phải đào sâu xuống lòng đất gần chục mét. Đến khi gặp những vỉa đất màu trắng, tinh khiết như những cục phấn, như ruột củ sắn, có vân thì đó là đất ăn được. Đất sau khi được đào về, cắt thành thỏi vừa miệng, sau đó cho vào rổ, đặt lên bếp kiềng rồi châm lửa vào rơm ẩm để lấy khói. Khói rơm sẽ quyện lấy những cục đất trong rổ độ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Khi cục đất trắng xóa chuyển sang màu ám khói vàng nhạt thì ăn được. Tuy nhiên, để món ăn có mùi vị đặc biệt, hấp dẫn hơn, người ta cũng có thể cho thêm gia vị, như rải các loại lá như lá sim, lá ổi xuống dưới đáy và phủ lên mặt rổ đựng đất trước khi nướng. Thậm chí, người ta còn đào xuyên thành những đường hầm trong lòng đất, giống như đào vàng. Nhiều khu đồi tại đây rỗng ruột cũng là vì thế. Người dân nói vui rằng, một thời họ còn ăn nhãn cả mấy quả đồi. Trước hiện tượng người dân ăn đất từng diễn ra phổ biến tại Lập Thạch, nhiều nhà nghiên cứu, nhiều nhà khoa học trong lĩnh vực địa chất, văn hóa đã tổ chức khảo sát, hội thảo và lý giải về hiện tượng này. Các phân tích cho rằng món đất này chứa nhiều canxi, nên những người thiếu canxi, thiếu sắt tìm ăn để bổ sung vi chất cho cơ thể, thường là các bà bầu, người già. Do ăn đã quen miệng rồi bị nghiện, cùng với điều kiện xưa còn thiếu thốn, nên nhiều người vẫn giữ thói quen này tới lúc già. Ở vào tuổi ngoài 80, nhưng vợ chồng bà Khổng Thị Biện, Khổng Văn Loa vẫn giữ thói quen ăn đất. Dù ở tuổi cổ lai hy, nhưng sức khỏe của hai vợ chồng ông bà vẫn rất đáng nể. Nhờ ăn bánh ngói đấy, bảo mình nhịn cơm thì được đôi bữa, chứ nhịn ăn ngói thì chịu thôi. Lập Thạch cũng từng là đầu mối cung cấp đất ăn cho rất nhiều địa phương khác trong và ngoài Vĩnh Phúc như Tam Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Lâm Thao, Phù Ninh, Phú Thọ. Xa hơn là ở tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang cũng tìm về mua ăn. Khi nói đến những vùng đất lạ kỳ ở Việt Nam, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến vùng đất Trường Thọ với một dòng suối tiên cứ ra ngõ là ngỡ gặp tiền. Đó là những cụ ông, cụ bà râu tóc bạc phơ đi lại nhanh nhẹn của xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ở đây có rất nhiều các cụ sống trên 100 tuổi, nhưng vẫn có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai đến kỳ lạ. Toàn xã có hơn 200 người trên 60 tuổi, trong đó có gần 20 người trên 100 tuổi. Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu cũ và chưa đầy đủ. Đến nay, số người trên 100 tuổi còn nhiều hơn. Cụ Lò Thị Quảng năm nay đã 107 tuổi, sinh được 4 người con. Con út của cụ năm nay cũng đã 73 tuổi. Cách nhà cụ Quảng không xa là nhà cụ Lữ Thị Thìn, năm nay đã 113 tuổi, nhưng vẫn còn minh mẫn, từng lời nói rõ ràng, mạch lạc. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng cụ vẫn thường xuyên đi chơi bên nhà hàng xóm, vẫn tự chăm sóc được cho bản thân, trí nhớ tốt. Lý giải về bí quyết thành tiên, cụ Lữ Văn Kim kể một câu chuyện lưu truyền về suối Nàng Nhì, hay còn gọi là suối Dụ Kè, sống mãi. Người dân trong vùng vẫn quan niệm dùng nước suối Nàng Nhì để ăn, uống, tắm, giặt thì cũng sẽ được sống lâu. Ngoài ra, những đứa trẻ ở đây khi mới sinh ra, mọi người đều mời thầy cúng ở Mường Then về cúng xin cho đứa trẻ ấy được sống lâu cùng dân bản. Chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh vì sao xã Hữu Lập lại có nhiều người sống thọ và khỏe mạnh như vậy. Phải chăng do sử dụng nước suối tiên, ăn rêu đá, lao động siêng năng hay sử dụng nhiều thảo dược? Không ai lý giải được, chỉ biết rằng những người dân nơi đây họ luôn sống tịnh tâm, tốt bụng, giản dị và vui vẻ với nhau. Rời xa vùng quê luôn vui vẻ. Ở Việt Nam cũng có một xã trái ngược hoàn toàn, người ta gọi đó là xã không cười. Đến xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, ai cũng ngạc nhiên vì phụ nữ ở đây rất hiếm người nở nụ cười. Nguyên nhân rất bất ngờ, chính là cứ đến tuổi 30, họ sẽ bị rụng hết cả hàm răng. Bản Tấu trên, xã Trạm Tấu, nằm chênh vênh ở đỉnh núi Phu Song Sung, cao gần 3.000 mét. Quanh năm mây bao phủ, có gần 70 nóc nhà, thì có đến 40 người phụ nữ trong cảnh ăn cháo thay cơm vì không còn răng. Chị Vàng Thị Sủ, 31 tuổi, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, chỉ còn 4 chiếc răng ở hàm dưới. Mâm cơm nhà chị rất đơn sơ, ngoài nồi cơm còn có một bát cháo. Hỏi ra mới biết do bị rụng răng nên chị Sủ phải dùng cháo thay cơm. Đến giờ, chị Vàng Thị Sủ vẫn không hiểu mình và các chị em ở đây vì sao bị rụng răng. Chị Sủ nói,
đến tuổi 30 rằng tôi không hiểu vì sao lại rụng. Lúc đầu rụng vài chiếc, sau rụng gần cả hàm dưới, ra đường không dám cười nói. Khi nào cười nói, phải dùng tay che miệng. Người dân xã Trạm Tấu vẫn chưa biết nguyên nhân vì đâu, rất nhiều phụ nữ ở đây mắc bệnh rụng răng sớm. Ông Giàng Văn Vàng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Trạm Tấu cho biết, khi lên trạm xá, bác sĩ cho biết nguyên nhân chủ yếu gây nên loại viêm lợi dẫn đến rụng răng chính là các mảng bám trên răng. Nguyên nhân gây rụng răng có thể là do phụ nữ nơi đây ít quan tâm tới vệ sinh răng miệng. Khi các mảng bám không được thường xuyên làm sạch, vi khuẩn sẽ tấn công đến tận chân răng và gây ra viêm lợi. Không chỉ ở các vùng núi, vùng sâu vùng xa, ngay tại Hà Nội cũng tồn tại một ngôi làng nói thứ tiếng rất kỳ lạ. Đó là làng Đa Chất, Đại Xuyên, Phú Xuyên, nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km. Đến đây như lạc vào một vùng đất lạ vì dân làng sử dụng một thứ ngôn ngữ riêng để trao đổi. Nếu không phải là người dân sở tại muốn nghe được thì bạn phải có người phiên dịch. Ngôn ngữ lạ mà người Đa Chất đang dùng này vô cùng phong phú và rất ít vay mượn từ ngữ của nơi khác. Ngoài sự phong phú về ngôn từ, thứ ngôn ngữ này của người Đa Chất rất giàu biểu cảm. Từ ngữ và cách sử dụng của họ cũng hết sức hình tượng. Một số từ kỳ lạ ở đây như sấn vụ, đóng cối, sấn đìa, làm ruộng, sấn bệt, làm nhà, bệt choáng, nhà đẹp, sưỡn mỗ, ô tô, sưỡn trì, tàu thủy, sưỡn xì thiên, máy bay. Hệ số đếm của làng cũng được hình thành với những cách đếm riêng, nhất 1, nhị 2, thâm 3, chớ 4, dâu 5, 10 lạp. Lái lạp 20, thâm lạp 30, bích 100, bích rộng 1000. Hiện nay, giả thiết được coi là khoa học và phù hợp nhất xác định đây là một dòng ngôn ngữ cổ, có thể là ngôn ngữ văn lang Âu Lạc. Ông Chu Huy, Hội viên Hội Ngôn ngữ Việt Nam và Nguyễn Dấn, Hội viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã bước đầu khẳng định. Tìm hiểu những biệt ngữ này, thấy có sự kết hợp giữa âm nôm và âm Hán Việt, âm thông dụng và âm ít dùng, âm nói tắt, âm nói gọn và âm dân dã. Sự hiện diện của một hệ thống ngôn ngữ mà người Đa Chất đang sử dụng, việc đóng thủy trại của thổ lệnh trưởng vùng Bạch Hạc, Hồng Giang có một mối liên hệ với nhau như thế nào về ngôn ngữ? Và nghi vấn về một nền ngôn ngữ cổ thời văn lang Âu Lạc đang hiện diện ở Đa Chất có chính xác hay không? Câu hỏi này, người Đa Chất và những người quan tâm đang trông chờ lời giải từ các nhà khoa học về ngôn ngữ, lịch sử và khảo cổ. Những ngôi làng kỳ lạ ở Việt Nam đều gắn với những câu chuyện riêng khiến nhiều người tò mò, thích thú. Chắc hẳn, ở đâu đó trên dải đất hình chữ S rộng lớn này có rất nhiều vùng đất kỳ bí, những chuyện lạ Việt Nam mà chúng ta không thể giải thích được, cũng chưa thể khám phá hết. Nó góp phần làm nên nét văn hóa đa dạng, phong phú và độc đáo không kém gì các nước khác trên thế giới. Chính vì vậy, một trong những niềm tự hào của người dân Việt Nam chính là nền văn hóa đậm đà bản sắc và không thể nhầm lẫn. Giải mã những vùng đất kỳ lạ, độc đáo của Việt Nam, đầu tiên gia tộc ông Võ Văn Cấm, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, với bàn tay, bàn chân đều có 6 ngón, tổng cộng 24 ngón. Thứ hai là vùng Quảng Nam, xóm Bọng Dầu, nơi đàn ông mở vậy cho gái thèm. Ba là ngôi làng Ăn Đất ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Ở đây, mọi người coi bánh đất, bánh ngói là đặc sản, thậm chí còn ăn giống ruột đồi. Thứ tư là xã Không Cười ở xã Trạm Tấu, Yên Bái, nơi phụ nữ cứ 30 tuổi là đồng loạt rụng răng. Và cuối cùng là ngôi làng nói thứ tiếng kỳ lạ ở Phú Xuyên, Hà Nội, được xác định là một dòng ngôn ngữ cổ, có thể là ngôn ngữ văn lang Âu Lạc, Việt sử toán thư, biết sử, thêm yêu nước.